chân dung đứa bạn họ Lương của tôi. Mày ơi, chia tay nữa phải không? Tao thề luôn, lần này mà nó có quỳ lại tao, tao cũng không bao giờ quay lại với nó nữa. Tao nghe mày nói câu này 7749 lần rồi đó. Lần này tao quyết tâm lắm. Dạ alo. Em ơi, quay lại với anh nha. Dạ. Anh đang dưới chờ em nè. Dạ, để em trang điểm xuống liền. Hả? Mù Phật. Ông trời ơi, làm ơn cho con nghèo một ngày đi. Chứ ngày nào cũng nghèo làm sao mà sống nổi. Mày bớt tiêu xài lại là tự nhiên nó giàu liền à. Tao thề luôn, từ nay tao sẽ tiết kiệm, tao không bao giờ xài phung phí nữa. Chắc chưa? Chắc. Alo, giả giao hàng hả? Em xuống liền. Trời ngon quá. Ê, cho miếng trà sữa đi. Thôi đi má, lần nào má cũng xin một miếng xong má quất hết nguyên lon của ta luôn. Tao thề luôn, lần này một miếng thiệt. Cái miệng tao đang bị đắng quá à, cho nên xin miếng thôi. Chứ tao đâu có thích uống ba cái này. Thiệt không? Thiệt. Nè. Hả? Sao còn cái lon không nhai nuốt luôn đi má. Đưa tao nhai luôn. Đưa tao nhai luôn.